Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đà Nẵng, cùng đi có lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Đến thăm và vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi thuộc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập và rèn luyện thể chất, chúc các cháu luôn chăm ngoan học giỏi và đón Tết Trung thu vui tươi, ấm cúng. Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm Bảo trợ Xã hội trong năm qua và động viên tập thể lãnh đạo viên chức người lao động tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết chăm lo tốt hơn nữa đời sống tinh thần cho các đối tượng tại trung tâm, đặc biệt là trẻ em. Đồng thời mong muốn các ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để đơn vị có thêm điều kiện nuôi dạy, chăm sóc các cháu được tốt hơn.